em đến với chuyên mục Góc Tò Mò của chị Hằng nhé. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, 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 lucky gummy bear. Ok, vì đây là buổi đầu tiên của chuyên mục Góc Tò Mò, cho nên các em hãy cùng chị Hằng tìm hiểu một chủ đề thật lớn lao, thật quan trọng và thật bốc mùi nhé. Đó chính là chủ đề xì hơi. Ew. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi là chị đã thấy bốc mùi rồi các em ạ. Mình đuổi nó đi nhé. Nói đến việc xì hơi thì chắc chắn bạn nhỏ nào cũng thông thạo việc này rồi đúng không nào? Và chị tin chắc chắn một điều rằng có 10 bạn thì phải có đến 9 bạn đã từng xì hơi trong các nơi như là: thứ nhất đó là trong bồn tắm, thứ hai đó là trong lớp học, và thứ ba đó chính là trong thang máy. Cuối cùng, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, đó là trong chăn. Trong chăn. Ew. Xì hơi ở trong chăn cứ phải gọi là thôi điếc mũi luôn đấy các em ạ. Nếu như bạn nào làm rồi thì đừng có lặp lại nhá. Ôi nhưng mà tại sao xì hơi lại thối nhở? Các em hãy cùng chị Hằng tìm hiểu vấn đề này nhé. Theo như chị được biết thì xì hơi nó là một hoạt động sinh lý hết sức tự nhiên của con người. Mục đích của nó đó là đẩy những khí dư thừa ra bên ngoài cơ thể. Đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Tại sao nó lại được gọi là hoạt động sinh lý tự nhiên? Bởi vì khi chúng ta ăn hoặc là uống thì vô tình chúng ta đã nuốt phải một lượng khí vào bên trong dạ dày của mình. Chưa hết, trong hoạt động tiêu hóa thì nó cũng sinh ra một số khí dư thừa, nó sẽ tích tụ lại trong dạ dày của chúng ta. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta đó là phải đào thải ra bên ngoài. Đào thải bằng cách nào? Cách thứ nhất đó là ợ hơi. Cái này thì chắc chắn bạn nhỏ nào hay uống nước ngọt cũng sẽ gặp phải rất nhiều lần đúng không nào? Còn cách đào thải thứ hai đó chính là vấn đề mà chúng ta đang nhắc đến, đó là xì hơi hoặc là tanh rắm. Vậy thì mùi hôi của rắm từ đâu mà ra? Đó là bởi vì trong tất cả các khí dư thừa thì có một loại khí cực kỳ thối các em ạ. Đó chính là khí H2S. Khí này chính là có trong quả trứng gà thối đó các em. Chỉ cần một lượng nhỏ của nó thôi đã đủ khiến cho bạn bên cạnh phải trúng độc rồi. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu như chúng ta nhịn xì hơi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi đó dạ dày của chúng ta sẽ như quả bóng bay này, khí tích tụ càng ngày càng nhiều và đến một lúc nào đó, wow, các em yên tâm sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Bởi vì ban ngày các em có nhịn xì hơi cỡ nào thì về ban đêm khi cơ thể được thả lỏng, thư giãn, lúc đó bom cũng sẽ tự thả ra ngoài thôi. Nói như vậy thì xì hơi rất là tốt phải không các em? Nó giúp chúng ta đào thải những khí có hại ra bên ngoài, giảm được các bệnh liên quan này và tránh được đầy hơi khó tiêu. Trong một số trường hợp còn giảm được stress nữa đấy. Giảm stress à? Vậy nếu như bạn nào mà áp lực học hành quá, hoặc là hôm nay bố mẹ chót không mua cho đồ chơi, thì lúc đó cách giải quyết là hãy xì hơi thật nhiều nhé. Bởi vì mọi bực tức sẽ được đẩy ra ngoài hết đấy. Cố lên! Vấn đề cuối cùng đó là nếu như xì hơi tốt như vậy thì chúng ta có nên làm nó mọi lúc, mọi nơi hay không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi. Bởi vì sao? Xì hơi chỉ tốt cho bản thân của chúng ta nhưng lại đem phiền phức cho tất cả những người xung quanh. Do đó, các em hãy kiềm nén nó lại và làm nó một mình thôi nhé. Đã xong! Vậy là hôm nay chị đã trả lời cho các em câu hỏi tại sao lại có xì hơi và tại sao xì hơi lại có mùi thối rồi, đúng không nào? Bây giờ thì video kết thúc rồi. Nếu như các em còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan, hãy comment xuống bên dưới nhé. Chị sẽ giải đáp cho các em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video lần sau. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này, đừng quên like, đăng ký và chia sẻ với bạn bè nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.